Chào mừng các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm. Hôm nay cả nhà mình có cơ hội đi tới thăm thành phố Toronto của nước Canada. Thì bây giờ hiện mình đang đứng ở cái quảng trường lớn có cái chữ Toronto rất là lớn đây. Thì Toronto là thành phố lớn nhất của cái nước Canada. Thì bây giờ mình sẽ dạo quanh cái khu vực này để ngắm toàn cảnh của cái thành phố Toronto và chia sẻ cùng với các bạn. Xin mời các bạn hãy theo dõi gia đình mình xem cái thành phố này nó đẹp như thế nào ha. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình du lịch Canada. Thì hôm nay Jenny sẽ chia sẻ với các bạn một cái nơi cũng vô cùng nổi tiếng mà mỗi khi mà nói du lịch Canada là phải đi đến cái nơi này. Đó là cái thành phố Toronto, tiếp giáp với nước Mỹ. Thì cái thành phố Toronto hay còn gọi là thủ phủ của cái tiểu bang Ontario. Thì nó sẽ đẹp và rộng lớn như thế nào thì chúng ta hãy từ từ khám phá nhé. Toronto là thành phố nằm ở phía bắc của hồ Ontario, là thành phố lớn nhất và sôi động nhất của đất nước Canada. Đây là trung tâm văn hóa, công nghiệp và tài chính thương mại của quốc gia và là thủ phủ của tỉnh bang Ontario. Toronto được xem như là một trong những thành phố an toàn nhất Bắc Mỹ với sự đa dạng về nghệ thuật, sắc tộc và văn hóa. Nó còn nổi tiếng với các cao ốc chọc trời, những đại học nổi tiếng và cái ngọn tháp CN Tower cao bậc nhất thế giới. Một cái địa điểm vô cùng nổi tiếng mà mình khi mà đến với Toronto thì mình sẽ ghé qua đầu tiên, đó là một cái quảng trường Nathan Phillip. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái quảng trường này. Đó là một cái quảng trường đô thị ở Toronto. Nó tạo thành cái đường dẫn đến tòa thị chính Toronto. Đây, cái tòa thị chính ở phía trước mặt mình đây, đó là cái tòa thị chính mới được xây cất. Nó nằm tại giao lộ của đường Queen Street West và đường Bay Street và được đặt tên theo tên của Nathan Phillip, một thị trưởng của Toronto từ năm 1955 cho đến năm 1962. Thì cái quảng trường này được thiết kế bởi một kiến trúc sư Virgil Revel của Hoa và được kiến trúc sư cảnh quan Richard Strong. Nó được mở cửa vào năm 1965. Quảng trường này là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc, trưng bày nghệ thuật và chợ nông sản và được tổ chức hàng tuần. Những lễ hội ánh sáng vào mùa đông và các sự kiện công cộng khác như là bao gồm các cuộc biểu tình. Trong những tháng mùa đông thì cái hồ nước phía trước mặt mình đây đó là được làm một cái sân trượt băng rất là rộng lớn và rất là nhiều các bạn trẻ đến đây vui chơi. Thì quảng trường này thu hút khoảng 1.5 triệu du khách hàng năm với diện tích là 4.85 hectare. Thì đây là một cái quảng trường thành phố lớn nhất ở Canada. Cái quảng trường Nathan Phillip được sử dụng thường xuyên cho các cuộc triển lãm nghệ thuật, các buổi hòa nhạc và các cuộc meeting, các buổi lễ khác của cộng đồng. Đây là cái tòa nhà thị chính mới của Toronto. Tòa nhà thị chính này hay còn gọi là cái City Hall. Thì đây là nơi làm việc của chính phủ của thành phố Toronto, Ontario và là một trong những công trình kiến trúc trọng điểm của thành phố, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Phần Lan Virgil Revel và một kiến trúc sư cảnh quan Richard Strong, một cái người kỹ sư Bandel. Tòa nhà được khánh thành vào năm 1965. Tòa nhà được xây dựng để thay thế cái tòa nhà thị chính cũ. Đó, trước mặt mình đó là cái tòa nhà thị chính cũ đó. Thì cái tòa nhà này được xây dựng vào năm 1899. Cái tòa nhà thị chính hiện tại thì nằm ở quảng trường của thành phố, hay còn gọi là quảng trường Nathan Phillip, ngay cạnh cái tòa nhà thị chính cũ luôn. Hiện nay thì cái City Hall của Toronto là một trong những điểm tham quan và chụp ảnh đẹp nhất, được ưa thích nhất của rất nhiều du khách tới đây. Cái dù cái mặt sàn của công trình là hình chữ nhật nhưng mà hai tòa nhà của tòa thị chính này lại được xây công như một cái hình trăng lưỡi liềm và có chiều cao khác nhau với mặt hướng vào nhau như là đôi bàn tay ôm lấy nhau. Thì cái chính kiến trúc độc đáo này đã giúp cho tòa thị chính mới của Toronto được góp mặt trong nhiều ấn phẩm văn hóa như là trong những cái series tập truyện tranh Star
hay là những hình ảnh của tòa thị chính Raccoon trong cái Resident Evil. Một cái tòa nhà cũng không kém phần cổ kính và đẹp mắt, đó là cái tòa nhà thị chính cũ. Thì cái tòa nhà thị chính cũ nằm ngay bên cạnh tòa nhà thị chính mới trong cái quần thể những công trình kiến trúc độc đáo và thú vị của Toronto. Đây là một cái tòa nhà công trình dân dụng và tòa án theo phong cách của Roma. Nơi đây là trụ sở của Hội đồng thành phố Toronto kể từ năm 1899 cho đến năm 1966 và là một trong những tòa kiến trúc nổi bật nhất của thành phố. Cái tòa thị chính này cũng nằm tại cái góc phố Queen và đường Bay, đối diện với nó là quảng trường Nathan Phillip và cái tòa thị chính mới của thành phố. Công trình lịch sử này có một tòa tháp đồng hồ nổi bật có chiều dài bằng cái phố Bay, tính từ cái phong tới thành phố Queen. Công trình này, tòa thị chính này cũng được công nhận là di sản lịch sử quốc gia vào năm 1984. Thành phố Toronto là một thành phố lớn cho nên là tập trung rất nhiều những trường đại học nổi tiếng cũng như là những khu vực về bên chính phủ được đặt tọa lạc ở khu vực này. Thì mình sẽ đi bộ dọc theo con đường này để đi đến một cái khu vực khác cũng khá là nổi tiếng để mà chia sẻ với các bạn. Thì hiện tại là mình đang đi qua một cái công viên hay là một cái khu vực mà nhỏ của một cái công viên, và kế bên đây là cái tòa nhà này gọi là trường đại học của Toronto. Thì xung quanh đây mình thấy có rất là nhiều những cái tượng điêu khắc bằng đồng, và mỗi một bức tượng thì nó sẽ có mang một ý nghĩa riêng của từng bức tượng. Thì mình sẽ cùng nhau ngắm những cái vẻ đẹp của cái bức tượng điêu khắc được trang trí ở xung quanh khu vực này. Khu vực mà mình cần đến thì cũng đã đến ở đây. Sau một thời gian đi bộ từ cái quảng trường Nathan Phillip thì mình đã đi bộ tới cái tòa tháp CN Tower ở đây. Các bạn nhìn thấy không? Tòa tháp này rất là cao. Mình có thể đứng từ xa và đã nhìn thấy được cái tòa tháp này rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi qua cái cầu dây, và ở trên khu vực cái cầu này thì cũng được xem như là một cái lối đi bộ cũng rất là đẹp. Thank you.
Tòa tháp CN Tower chính là công trình kiến trúc bậc nhất của quốc gia này. Cái tháp CN được biết đến như là một cái tháp phát thanh truyền hình nổi tiếng của Canada. Tháp CN Tower được đặt tại thành phố sôi động nhất của Toronto thuộc tỉnh Ontario, có chiều cao khoảng 553m. Về mục đích ban đầu của việc xây dựng ngọn tháp này là để đáp ứng cho ngành công nghiệp viễn thông, truyền hình. CN Tower được hoàn thành và đưa vào hoạt động chính thức vào năm 1976, được thực hiện bởi công ty xây dựng đường sắt viễn thông quốc gia Canada với tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu đô la Canada. Tòa tháp có thiết kế theo hình xoắn ốc với cái cầu thang bằng thép bên trong. Đặc biệt đây cũng là chính là cái cầu thang cao nhất thế giới với độ cao khoảng 1776 bậc, dẫn lên cái tầng Skyport với độ cao là 447m. Nơi này là một trong những đài quan sát cao bậc nhất trên thế giới. Thậm chí trong những ngày có điều kiện thời tiết tốt là bạn sẽ có thể có cơ hội chạm với tầm nhìn đến cái thác nước Niagara Falls, ngay thậm chí là cái bang New York của nước Mỹ luôn. Chỉ với 58 giây thì mình có thể đi thang máy từ ở dưới đất và người ta sẽ có thang máy chở mình lên cái tòa tháp CN Tower nếu mà mình không muốn đi bộ. Thì cái tầng này được thiết kế bằng kính từ tên trần, ở tường và dưới sàn. Tuy nhiên kính ở đây có thể điều chỉnh cả độ ánh sáng dựa theo ánh sáng mặt trời cũng như là theo nhiệt độ bên ngoài. Thì đứng ở trên cái tòa tháp này thì mình có thể phóng tầm mắt ra xa để mà quan sát hết toàn bộ thành phố từ cái độ cao là 346m. Chắc chắn đây sẽ là trải nghiệm mà chúng ta có thể không thể nào quên khi mà đến với tòa tháp CN Tower. Cho đến tận hôm nay thì cái tháp CN Tower là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của Toronto nói riêng và cả đất nước Canada nói chung. Mỗi năm thì cái địa điểm này thu hút khoảng 2 triệu lượt khách đến tham quan. Cho nên là khi mà các bạn có cơ hội đến với Toronto thì hãy đến đây một lần chiêm ngưỡng với cái tòa tháp CN Tower để mình cảm thấy cái sự lớn cao của nó và nó rất là khổng lồ. Tuy nhiên hôm nay mình đến đây vào buổi chiều và mình đến đây thì có rất là nhiều những cái khách đang xếp hàng và để được mà đi lớn đi để mà có thể đi đến lên được cái tòa tháp đó thì mình phải đợi khoảng 2 tiếng để xếp hàng mới có thể lên được cái tòa tháp, cho nên là mình không có cơ hội để mà đi lên cái tòa tháp ở trên cao được, chỉ có thể quan sát xung quanh cái tòa tháp từ ở bên ngoài mà thôi. Tuy nhiên thì để có cơ hội đến với cái tòa tháp này và có thể tận mắt chiêm ngưỡng được cái sự lớn mạnh của nó thì cũng là một cái sự thỏa mãn đối với mình. Sau khi mà đã dạo phố xung quanh cái thành phố Toronto rồi thì đã đến giờ ăn tối. Hiện tại là khoảng hơn 7 giờ tối rồi và mình sẽ ăn tối tại một cái nhà hàng gọi là Chinjo. Thì cái nhà hàng này là nhà hàng tự phục vụ. Người ta sẽ lấy order và mình có thể tự bưng thức ăn ra và gọi là self service.
Sau khi đã dạo một vòng thì mình sẽ đi trở lại cái Nathan Phillips Square này để mà đi xuống cái tầng hầm để mà lấy xe. Thì vô tình bắt gặp được một cái khoảnh khắc cái quảng trường Nathan Phillips này vào buổi tối thì rất là đẹp mắt nè, rất là lung linh khi mà thành phố đã lên đèn. Thành phố Toronto lên đèn thì vô cùng đẹp mắt. Và mình sẽ chia tay các bạn ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình và đồng hành cùng du lịch và trải nghiệm. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một số nơi nổi tiếng ở Toronto vào những video tiếp theo. Xin mời các bạn theo dõi vào những video tiếp theo. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.